Trời chỉ mới chấm đông mà cái lạnh đã đến thật mau cùng với những đợt gió mùa kéo theo từng luồng mây xám xịt mang về lá úa bụi bặm và rác rưởi phủ mờ nên trời tím bầm như màu tiết đậm làng quê do vài năm bê tông và hiện đại hóa kéo theo nền kinh tế thị trường đã bắt đầu thay ra đổi thịt nền kinh tế ấy phát triển sầm uất một cách thiếu quy hoạch như một à gái nạ dòng cố bôi chét lên khuôn mặt bóng nhảy mỡ của mình những sòn phấn thật nhiều màu sắc thật dày đèn neon sặc sỡ đủ màu, đèn điện tràn hòa ánh sáng, những sợi dây trăng lên biểu hiện vòng vèo rối rắm còn hơn cả tơ nhện, mắc từ cột điện vắt vèo sang những cặp tre. Hàng hóa trên trúc đủ thứ, kiểu ê hề chê chán, giá trên, kệ dưới, đánh cả ra lòng đường bê tông, được cơi nới ra hết mức, khác hẳn với sự tiêu điều ít ỏi và thiếu thốn của thời bao cấp. Và chẳng cần quan sát thì cũng thấy, cuộc đua chen hưởng thụ những ngọn chiều dâng hối hạ buồn trồn, chẳng còn chút nào giấu giếm âm thầm như thời gian trước. Dọc cả con đường, mọc lên nấm những nhà hàng, quán hát. Chỗ kia là một cái lều Việt, bây giờ là một bãi đất đổ bê tông, dựng chen chúc những bàn ghế với bia, cá chỉ, bánh đà, đổ nhậu. Ẩm mỹ cả một đám người đang chố mắt nhìn vào màn hình vô tuyến đủ mọi kích cỡ màu sắc. Trên đó đang chiếu cảnh một em gái ăn mặc mát mẻ, uốn éo gợi tình theo nền nhạc đầy kích thích. Một chỗ nữa, trước là cái nhà lập dơm của một con mụ quá. Lúc này đây, đã chuyển mình khoác lên một nóc nhà mái tôn sơn đỏ, buông rèm che kín mít đủ sắc tím xanh. Để kế bên là cái chiếu biểu hiện, quán cà phê giải trí. Lâu lâu lại vang lên những tiếng đàn bà cười khanh khách, khả ố, tiếng đàn ông dâm dục, hưởng ứng hùa theo. Đầu đầu, cũng thấy quán nhậu hàng ăn, karaoke, massage, khách sạn. Ngay cả ở chợ, chỗ buôn bán vốn ngỡ tưởng đời đời không ai thay đổi. Nhưng bây giờ đây cũng biến tướng thêm nền kinh tế thị trường. Ngoài những mớ rau xanh, thịt cá bình thường, người ta còn có cả ngậu bím, dê, bò, chó, đợn được quảng cáo như một thứ thuốc khang hy hay minh mạng. Vào sâu, lâu ra, vô cùng hiệu nghiệm. Sắp đến giờ quay sổ số, đầu đầu cũng vang lên tiếng nhạc quen thuộc và cả những quân mà tháo hức đợi chờ những chữ số để ít nước lợi nhà đổi đời trong phút chốc. Những phố phường không chỉ là những con đường nối dài, nghìn nghịt nhà xe cửa hiệu. Phố phường còn ôm trong mình những ngõ hẻm thưa vắng bóng người, những căn nhà sập rệ, khuất sau những ánh sáng kỳ ảo lung linh, những con đường nhầy nhụa bùn lầy và hôi rình mùi rác. Giống như nơi mà tôi đang đặt bước chân, một con ngõ nhỏ, hai xe đạp chẳng thể tránh nhau, nhưng sầu hùn hút như một cái mê lộ một kẽ nứt trong hang ngầm, tưởng rằng chỉ cần nơi huỳnh rộng hai bên ra là sẽ chạm vào hai bên bờ tường đá ống ẩm ướt và bẩn thỉu. Đó là tường của một dãy nhà cổ ngay lối rẽ vào trong ngõ, dấu tích của một làng quê xa xưa hủ lậu đã bị hóa kiếp trở thành một phần của đô thị xa hoa. Đi hết dãy nhà cổ quái, hai bên nở rộng ra nhưng vẫn tối tăm như hũ nút và nồng nặc mùi xú uế của ruồi mũi. Đó là một mùi bùn đất ngập ngụa rác rưởi khắm lặng cái mùi chuột chết sắc mèo. Ai ai, mùi cỏ mục nát chết dạp dưới đống phế thải. Cả khung cảnh như chìm vào trong không gian lặng lẽ và tối tăm. Ánh sáng lập lòe của mấy bóng đèn đe ông ở trước đầu ngõ lúc này đây cũng tắt lịm. Bị bóng đen thăm thẳm nơi đây như nuốt chửng. Tôi khẽ dùng mình, bước chân đi mỗi ngày một chậm, trái tim đập mỗi lúc một nhanh, khiến cho sự ruột rẻ e sợ cái tối tăm, cái thăm thẳm càng trở nên cuống cuồng cao cấu trong đầu óc bốn phía xung quanh tối như là bị bịt mắt, cảm giác như có thể tôi vừa rơi xuống một hang sâu hay đi vào một đường hầm kín mít. Hồ như ở đây chưa bao giờ có ánh sáng mặt trời, chỗ nào cũng chỉ thấy lấm lép đầy lội. Nồng nặc trong mũi là cái mùi bùn tanh sặc sụa, mùi ao tủ nước động, mùi chuột chết khắm khú ai ai. Thâm thẳm ở tít xa xa là những đốm đom đóm xanh lẻ ma quái, phù họa cho khung cảnh tiêu điều rùng rợn bằng những tiếng ếch nhái ỉ ốm. Mỗi bước chân đi lại chỉ được dấp bằng cảm giác, bước thấp rồi lại bước cao, chốc chốc, chân tôi lại như hững một nhịp, phải luống cuống lấy lại thăng bằng. Tôi buộc miệng chửi thề. Cái con bàn nhà nó chứ, mẹ cha thằng chó đẻ, bắt bố mày ra tận đây để lấy tin. Đúng vậy, tôi phải dẫn bước đến chỗ độc địa như hàm chó vó ngựa vào cái giờ chẳng đâu vào đâu. Cũng chỉ bởi những tin tức khắp nơi đang đồn đoán, rằng là nơi đây là chỗ phát tích của rất nhiều điều ly kỳ huyền bí. Là nguồn cơn bắt đầu của một biến cố chấn động, là một bi kịch kinh hoàng và lòng thăm hay vì ma xui quỷ khiến. Khuất sau những bóng đèn cửa tiệm mới mọc lên săn sát ngoài kia, cách đây chỉ vài ngày, có một gã nông dân trong phút chốc hóa thành kẻ hung đồ, xuống tài sát hại chính gia đình của mình, rồi xẻ xác ăn thịt. Cái thảm kịch ấy, rất nhiều tờ báo lớn nhỏ đã đăng bài nhưng riêng chủ bút của tờ Bưu điện Phương Đông chúng tôi muốn đào sâu vào điều tra, làm rõ các căn nguyên sự vụ. Và đó là lý do mà tôi phải chờ bước tới đây. Tôi lầm lũi bước đi trong lòng ngập tràn ân hận vì đã không mang theo chiếc đèn pin con thỏ mọi ngày tôi vẫn dùng hay mang đi. Mà mẫm lần đường, để ánh mắt nhìn quen với bóng tối, tôi trông thấy lờ mờ ẩn hiện trong màn đêm đen kịt thất thoáng có một nếp nhà máy bằng hưu hắt ánh đèn tròn cô quạnh. Ồ, đây rồi. Tôi thầm nhủ trong dạ, miệng khẽ thở ra một làn hơi nhẹ nhõm từ lồng ngực. Tôi đã xác định được và hỏi dò từ trước. Một bà bán nước làm trong xí nghiệp may của một ông tài xế xe điện hồi hưu. Trong này chỉ có độc một ngôi nhà ấy. hăm hở tôi bước tiếp lần mò sờ được lên cánh cổng gỗ, cũng đã lép nhép dính rêu và tanh tuổi mùi bùn Ngay cái cổ vào trong, tôi gọi lớn. Có ai không? Có ở nhà không? Không gian tĩnh lặng, hình như xung quanh mảnh đất này chỉ có mỗi mình tôi và cái xác nhà vắng ngơ vắng ngắt xà xà vọng lại tiếng còi xe tiếng cười tiếng nói tiếng tấp nập người qua kẻ lại khung cảnh tương phản như ném vào trong màu tối đêm một chậu sơn đèn để quang cảnh ở đây càng thêm u ám và kinh sợ tôi dướn cổ ngó vào nhà thấp đèn mà tại sao không có người thừa có ai ở nhà không cho cháu hỏi có ai ở nhà không lại một lần nữa, tôi lên tiếng. Lần này, tôi có nói thật to, thật rõ, nhưng đáp lại câu hỏi đó, đầy khẩn thiết của tôi vẫn chỉ là sự im lặng trong không gian đặc quánh như đất chìm quá nửa vào cõi chết. Đây là một chốn cầu người, là nơi tử địa, là bãi tha ma. Hay là tôi đã lạc lối nhầm đường, đã bị bùa mê thuốc lú để đi nhầm vào một chỗ rừng thương nước độc, quỷ khiến ma suy. Nơi đây chỉ cách nền văn minh của phố thị ngoài kia chưa đầy 15 phút đi bộ mà như một mảnh đất hoang sơ độc địa ngự trị nơi đây ắt chẳng thể nào là định luật của giống người mà là quy luật vô thường rừng rú đây là nơi trốn sơn hoang là con đường liên thông với cõi âm ti địa ngục là ngõ hoang này hình như quỷ sứ mang hình người ngày ngày trồi lên từ địa ngục gia nhập vào cõi dương thế chăng bất chợt có tiếng kẽo kẹt vang lên tôi giật thót cả mình ngẩng đầu trông lại từ trong bóng tối điều linh hiện ra một cái đầu người Suýt chút nữa tôi đã ngã ngửa mà ngất liệm đi sau cái lần ấy nhìn thấy. Một cái thân người vừa vươn ra từ trong bóng tối cùng với một giọng thật lè nhẹ. Ai đây? Tôi chưa kịp trả lời thì cái bóng đẫm hơi men và liêu siêu như sắp đổ lau bổ ra sân Áo mày ô rách, quần ống thấp ống cao, chân đi đất luệt xuyệt kéo lê trên nền sân tối thẫm. Nhưng cái mặt mới thật là ghê tầm, đấng hóa công hay bà mụ, chắc phải có một mối tử thù bất cộng đái thiên với gia đình cha mẹ công tằng tổ khảo nhà ấy mới có thể nặn ra một nhung gian sặc mùi trừu tượng như thế này một cái đầu chọc lơ chọc lóc lơ thơ vài nhúng tóc cùng với vầng trắng hẹp tổ mụn như số phận của một kẻ ăn mày không hề ăn nhập với cái mũi cào quá cổ và đôi mắt tròn vành vạnh như quân cờ chỉ có cái mồm là có vẻ bình thường hơn một chút nhưng cái mồm bình thường ấy lại đang say ăn nồng nặc đầy hơi rượu và thở ra từng tiếng chửi tục tiệu. Đưa nào! Đưa nào! Để mà thằng nào con nào dinh dập bà ông! Tao truyền đời báo danh mã tổ tông nhà chúng mày biết. Còn tao không có tội. Cái để mở mà chúng mày. Dành mồm, dài dọc hư. Có vẻ cái ấy đang quá dày nên mới chửi được vài câu đã bắt đầu lạc giọng chữ díu lại với nhau. Tôi tranh thủ giây phút ấy, lắp mập thừa. Bác ơi, cháu ở tòa soạn tờ báo bưu điện phương Đông. Cháu, cháu chỉ muốn đến đây tìm hiểu về sự việc của anh Nguyên nhà mình. Cút! Cút! Ngài! Chúng tao báo công an rồi. Mày cần gì thì lên ý mà hỏi. <laughs> Bảo vị trí, chúng mày toàn đang tin lão lếu. Chúng mày vu vạ cho cả nhà tao. Vừa nói cái bấm liêu siêu ấy vừa bám tay vào chấn sông gỗ trên cánh cổng, tựa hồ như muốn đu cả người lên, chui đầu qua, để mà nghe cái hàm răng ám khói vàng ơn ẩn kia cắn xé. Tôi cố giữ bình tĩnh, lùi lại vài bước, giọng tuy vẫn run nhưng đã đều hơn một chút. Bởi tôi vừa chợt nhận ra cái bóng ấy chắc cũng đã già rồi, ý chừng cũng phải hơn bảy chục. Bác ơi, cháu không đến đây để nói láo nói nếu đâu. Cháu tin là anh Huyên bị oan anh ấy không có ý gây ra việc phải không bác? Những tiếng chỉ bới ôm sồm đột nhiên im bặt, thay vào đó là một khuôn mặt thẫn thờ áp sát và chấn song. Cái khuôn mặt xấu xí ấy bịu ra, chảy ra, càng méo mó và xấu xa tợn. Nhưng đôi mắt tròn kia, hai đồng su như hai quân cờ tướng đang nhạt nhòa nước mắt. Nước mắt dậy ra chảy qua những nếp nhăn khiến khuôn mặt ấy bỗng trở nên đáng thương đến tội. Ồ, Đồ... Nó bị ma làm Nó bị ma làm Ôi trời ơi Huyền ơi là Huyền. Tôi khẽ thở dài Như một cử chỉ văn ưu Đấy chẳng phải là một cử chỉ Mang tính thủ tục đâu Đấy là cái cảm thông Thật sự tôi muốn dành cho lão già Đã gần đất xa trời vẫn phải chứng kiến Thảm kịch đáng cay chua xót. Tôi ngẩng đầu để hơi khói loãng gia tan vào trong không gian đen ngòm bất tuyệt cái bóng sau cổng cũng đã run rẩy lùi lại lẩy bẩy tháo thanh cài rồi chẳng nói chẳng rằng lại siêu vẹo tiến vào bên trong trong nhà ánh đèn tròn lùng lặng treo trên mái hiên đang khẽ đung đưa theo từng đợt gió mùa hưu hắt thổi làm hiện ra dưới ánh điện vàng vọt một ngôi nhà cấp 4 bé tí tình hình đường dẫn vào nhà được trắng bê tông nhưng nhiều chỗ đã nứt toát để lộ ra cỏ dại chui vào và héo úa bên trái là dãy nhà lợp gói tường rêu xanh mốc, tua tủa ở trên tường là những bụi dương xỉ chìm nghiệm trong bóng tối. Trái nhà chia làm hai, nửa làm bếp, nửa làm chuồng lợn. Cái chuồng lợn bốc lên một mùi xú ế khắm khú khiến tôi dùng mình, phải nuốt khăn nước bọt. Cổ họng lơm lợm như trực sắp nôn. Dẫn vào trong nhà là một khoảng vườn quen thuộc với kiểu kiến trúc tổng thể, với việc tuyển chọn các giống cây thể hiện cho năng khiếu thẩm mỹ sơ sài chóc vá. Hai cây xoài cành một cây ổi cõi oằn vẹo vọ như một thứ bonsai nửa nạc, nửa mỡ. Ở góc vườn sát với cái chuồng lợn là cây sung con con, cắm xuống gốc là một cái xà beng bằng sắt phi 21 mốt. Tất cả cây cối trong vườn đều sơ sắc, eo uột như đã nhún sâu cội rễ vào cõi giới u tì. Hút sâu lên chẳng có dinh dưỡng mà toàn là tử khí nên cái cây mới trở nên vẹo vọ đến như vậy. Ở dưới bệ cửa sổ rồi chỗ chân vòng tường vi bên cạnh trái giếng luống cuống lay ơn vài khóm bạch hồng tươi tốt đến kỳ dị rậm rạp xanh un một sắc độ khác thường cả căn nhà và mảnh đất này dường như đất đều chìm hẳn vào cõi chết và cõi thình lặng vô biên chỉ có lũ ruồi vào về lũ lợn trong chuồng lâu lâu học học lên vài tiếng đòi cắm có vẻ như vẫn còn sống có vẻ hoạt động trong cái thế giới bẩn thỉu này rùng rợn này chính là chúng còn lại duy nhất. Đứng ngẩn ngờ dưới ánh đèn ở ngoài hàng hiên, lão già thất thập cổ lai hy đưa đôi mắt tròn vành vạnh nhìn tôi. Rồi khó nhọc ngồi phịch xuống chiếc ghế mây, đã trắng, đổ răng vàng, chẳng biết có tự bao giờ. Sau lưng lão là một cái thớt đại và một đống những rào nhọn, dùi thép, dao phay, rau bầu, toàn là đồ nghề của dân hàng thịt. Cái nào cái nấy đều sáng loáng đến giật người. Ông lão thấy tôi vẫn còn tần ngần ở sân, vội nhặt nhạnh hết tất cả những thứ dụng cụ chứa đầy sát khí kia, ném vào trong một cái thúng, rồi lấy mẹp đậy lên. Lão vẫn dừng đôi mắt nhìn tôi như giò xét, ánh mắt ngân ngấn nước mà vẫn toát ra sự nghi ngờ nhìn tôi. Tôi không dám mỉm cười, đầu hơi cúi nhưng vẫn nhìn thẳng. Tôi bạo dạn nói trước. Cháu chào bác, cháu là Vũ, phóng viên của tờ Bưu điện Phương Đông. Lão gật, mỗi thế Chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng thèm mời nước. Tôi đi đã nhiều, gặp không ít thành phần tử tế, từ hiền lành đến quần bố lão bất hảo đâm thuê chém mướn. Hầu như tôi đều có thể gợi ra từ họ một thứ gì đó để kể. Nhưng, chỉ trừ cái lão này. Dù lão là nhân chứng cho một biến cố kinh hoàng, nhưng có lẽ chính vì thế mà lão và tôi đều chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Bác cho cháu hỏi, bác, bác với anh Huyền là, là gì ạ? sau khoảng một phút ngập ngừng và thành ra ngớ ngẩn tôi nhập đề bằng một câu hỏi hoàn toàn thừa thãi Còn trai cũng đã rõ mười mười, người dân nước lã chẳng ai muốn dính dáng gì đến biến cố khủng khiếp này tôi ngực ngừng tiếp sự ngập ngừng lần này lâu hơn lần trước để thể hiện cái sự lời mề ấy của tôi hình như gợi lại cho lão già kia được nói hơn tội là hơn năm nay ngoại 70. Đúng như tôi đoán, lão già thật mà cái tên cũng xấu như cái khuôn mặt của lão. Có điều lão đã mở bài rồi bằng một giọng tuy còn lè nhè nhưng cũng đã trầm ấm hơn. Tôi vội vã lấy sổ ra ghi. Tôi là bố thật huyền, anh à. Tôi vâng một tiếng, vẫn cắm đầu ghi chép, Lão Hấn thùng thẳng rót vào cái ly cấu ghét ố vàng một chút nước vối đẩy về phía tôi. Lão chợt nấc lên một cái, rồi từ từ nức nở. Nó không cố tình giết người đâu. Nó bị mạ làm. Mạ hạnh nó đây. Tôi thấy sống lưng của mình hơi dần dần. Ma hành, sao mà nghe khủng khiếp và lạ lẫm. Thế kỷ 21 đã đến nơi rồi. Xe đạp đang gần như bị quên lãng thay vào đó là xe máy. Máy bay tàu lượn phi thuyền của các nước tiên tiến đã phóng lên cả mặt trăng. Anh cả Liên Xô, tuy tan rã nhưng thành tựu khoa học của họ vẫn phủ bóng khắp cả năm châu. Và ngay ngoài kia đây thôi, cách có vài chục mét loanh quanh đi bộ, nhà nghỉ quán karaoke phòng massage lô đề, bia bọt, mọc lên như nấm. Toàn những thứ xà xị phẩm, phục vụ lối sống xa hoa hiện đại đáng lẽ già, càng phải khiến cho ta mê tín dị đoan không còn chứ. Trò hủ tục, rời xa vào dĩ vãng chứ thế mà lúc này đây lão già đây lại đôi ra hai chữ mà hành tôi hơi ngước mắt lên cố tỏ ra thông cảm để môi móc triệt để thông tin vâng chính cháu và tòa soạn cũng thực sự bán tính bán nghi khi nghe về thảm kịch ấy một người danh huyên không thể nào làm ra cái việc đó được lão hớn gật đầu lão đưa bàn tay đã cáu bẩn thô lậu lên quẹt đi cái dòng nước mắt chảy ra từ hai bên viền trơ trọi không có lông mi Đúng. Anh đã thấy thằng con trai tôi chưa? Nó đây. Nó đây này. nói với cả vợ con nó. Chúng nó chẳng lấy gì lạ đẹp. Nhưng mà rồi giá cả lại với anh ơi. ấy thế mà. Vừa nói, lão hớn vừa lôi ra từ dưới ngăn bàn một tấm ảnh trắng đèn cũ kỹ. Chụp lại ba người đang đứng với nhau. Ấy là một gia đình và cũng đúng như lão hớn vừa mô tả Chúng nó không đẹp Có lẽ là xấu Người đàn bà chạc 30 phát vì bụng vệ Ngực chảy trong chị ta như một tảng thịt núng nính mỡ Đáng chú ý là trên gương mặt Có thần một cặp môi vẩu, Hàm răng hở lợi Và cặp lông mày dựng đứng chồng không có thuận mắt một chút nào Bên cạnh thị Người đàn ông cao lêu nghêu Lừng lại hơi còng Đầu chuối, vầng Vẫn chán lơ thơ có mấy sợi tóc vắt ngang qua Cái mảnh thịt nhăn nhau bụt nhộn Đôi mắt hơi chố, cũng tròn xe, ngơ ngác nhìn vào máy ảnh và cười bằng một cái mồm hốc hác đầy răng. Tắt ra từ gương mặt dị tướng nọ, không gì khác hơn là cảm giác về sự giống mông, muội nhưng lại có phần gì đó đần độn thiểu năng. Chỉ có đứa trẻ là có vẻ bình thường hơn, ngũ quan đầy đủ, dáng đứng thẳng, không có ngả nghiêng. Cái nhìn đôn hậu của ông bố và cái cười hở lợi của bà mẹ đã họa lên cho nó một vẻ chất phát, vô tội. Nhưng đã biến mất. ấy thế nhưng cả hai mẹ con thằng bé đã mất mạng dưới bàn tay đồ tể của người đàn ông có phần ngờ nghịch trong bức ảnh. Dường như nhận ra được vẻ bàng hoàng hiện trong mắt tôi, lão già lại tiếp. Nhưng lần này, lão lọ mọ đứng lên và buồn lấy ra đưa cho tôi một tờ giấy kẹp trong đống hồ sơ. Nó ngờ nghịch lắm. Tổ lúc mới đẻ ra, nó đã bị coi là đần. Thằng Huyền đần. Có ai ngờ đâu chứ? Tôi rồn rồn nhận lấy tờ mà lão hơi tưa. Nhìn vào đầu đề của giấy tôi khẽ nút khăn nước bọt. Đời cay. Tôi tên là Trần Văn Huyên 34 tuổi, sinh năm 1958. Nguyên quán tại Thường Tín, Hà Tây. Vợ tôi là Nguyễn Thị Lộ. 32 tuổi, sinh năm 1960. Nguyên quán Hiệp Hòa, Bắc Giang. Con trai tôi là cháu Trần Văn Hám. 10 tuổi, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú tại địa bàn. Vợ tôi trước làm tại xí nghiệp may thắng toán trong thành phố. Tuy nhiên xin nghỉ về đau lưng và ở nhà phụ tôi thịt lợn, bán ngoài chợ huyện. Còn tôi vẫn công tác tại xí nghiệp cơ khí thống nhất và nghề mổ lợn truyền đời. Sáng ngày 22 tháng 8 như thường lệ, tôi dậy sớm cùng vợ giết mổ một con lợn hơn một tạ để kịp bán ngoài chợ. Xong việc tôi đi tắm, cảm thấy trong bụng khó chịu. Rồi một lúc sau thì bị đi ngoài nên đoán là mình bị đau bụng vì lỡ ăn nhầm phải miếng rồi lợn để lâu. Tầm gần hơn 8 giờ làm, tôi đứng ở máy tiện, thấy nồn nào khó chịu, liền xuống y tế xí nghiệp xin thuốc và được chuẩn đoán là bị tiêu chảy cấp nên được nghỉ 2 ngày. Ở nhà tôi uống thuốc thấy người đỡ hẳn nên tranh thủ xới lại cái vườn để lâu do đất cằn cỗi trồng cây xem có lên được không. Vợ tôi có gia phụ giúp tôi dọn dẹp xới vườn, đốt cỏ, con trai tôi chơi loanh quanh ở gần đấy Lúc làm cỏ vợ tôi có nhắc tôi chuyện bỏ nghề, lý do là tôi dạo này hay mơ thấy lợn kêu. Bọn lợn hiện về báo oán. Dạo gần đây, vợ tôi thường xuyên qua lại chỗ mẹ con hàng gà là bà Tám. Tám thường duyên nhắc vợ tôi rằng, nghề đồ tể của nhà tôi tổn phước, tổn âm đức. Vật thị cũng luôn lôi kéo vợ tôi tham dự vào những buổi lên đồng, đi cúng bái, lễ chùa. Mặc dù cả nhà tôi vô sư vô sách, không ai theo đạo Phật. Nói chuyện một lúc, Tôi gạt đi vì cái nghề đồ tể nhà tôi đã chuyển đến đời thứ ba. Trong lúc lời qua tiếng lại, tôi có nói sẵn với nó vài câu. Dù gì rằng mãi không thuyết phục được chồng, bị tôi mắng nên vợ tôi có nói nhà tôi bạc phúc. Nó bảo vì nghề đồ tể nên bố mẹ tôi mới sinh ra cái thằng đần độn, lại giống xấu cả người lẫn nết như tôi. Nó bảo nhà tôi vô phúc, mục mà, voi giày ngựa xéo, lôi cả công tẳng tổ khảo nhà tôi lên mà chửi tổ lộ tiết có dọa nó rằng, Mày có im mồm đi không? Ông còn chết cả lò nhà mày bây giờ. Vợ tôi không im, nó còn cõi lại. Cái cái tên sư bố nhà thằng mày ấy, mày có giỏi, mày phang cho bà một cái xem nào. Đang sẵn nhọc trong người vì ốm và làm mệt, lại thêm con vợ lắm mồm, nên thuận tay đang cầm cái cuốc. Tôi mới vùng lên, bổ xuống chán cho nó một cái. Chẳng ngờ nó không tránh thật, cứ đứng trêu ngươi nên bị cái cuốc bổ vỡ đồi đầu. Nó loạn trọn rồi ngã xuống đất ngất đi, còn tôi thấy thế, liền rú lên, rồi chạy đi. Tôi sợ nó đi bếp xếp về hàng gióm, nên cũng chạy theo, cầm cuốc, bổ vào cái nó. Ngay nhát đầu tiên, cháu quay đờ, chân tay co giật xuôi bập mép trước cổng vườn. Tôi thấy tình thế nguy kịch, một vợ một con đang nằm không biết sống chết. Tôi vứt cuốc, kéo vợ và con chạy vào trong chuồng lợn. Lúc sáng mới mổ xong một con chưa kịp dọn dẹp, nên lông da, phần lợn vẫn còn nguyên. Đặt vợ con tôi xuống sàn chuồng, tôi vẫn thấy vợ tôi ú ớ động đậy. Thấy cây bền còn con dao bầu chưa rửa, tôi vớ lấy cắm bổ gáy của vợ tôi, vì tôi nghĩ rằng còn tôi chỉ một nhát ở gáy là chết. Vợ tôi dãy lấy mấy cái rồi nằm im, máu chảy chan hòa với tiết lợn đông ở trên nền gạch. Tôi vào nhà, thấy người hơi lạnh, liền lấy cái chai lúa mới còn non tử tu sạch rồi ném vỏ đi. Thấy người vẫn đỡ gài gài, khi huyết bắt đầu lưu thông, gân cốt dẻo, tôi mới xuống bếp lấy bộ dao rùi cùng với cái nồi để đựng thịt lợn, đi ra chuồng lợn đã quen với việc xả thịt lợn, đầu tiên tôi cắt đầu của vợ và con tôi, tiếp đến là phần thân người. Vì chân tay loằng ngoằng nên tôi cắt rời tứ chi rồi tháo khớp hông, lóc thịt bả vai, để tháo khớp vai, khớp gối. Sợ rằng nếu để lại vân tay sẽ bị phát hiện, tôi chặt bỏ bốn bàn tay săn nhuyễn ra rồi ném vào cái chậu cắm để cho lợn ăn. Hai cái đầu vì không biết phải làm sao, sợ lại bị cán bộ công an phát hiện, tôi mang hai cái đầu cho vào nồi nước xương hầm cùng với xương lợn để nấu cháo mang bán ngoài chợ ngày hôm sau. Phần thân của người vợ tôi tôi mổ ra, lấy hết nội tạng, lòng ruột, đem thái nhỏ, rồi vùi trong mấy luống hoa coi như phần bón. Việc giết người thoạt đầu cũng thấy rợn, sau tôi tặc lưỡi cho qua. Và lại, trong cái ngõ sâu hun hút này, lại ở giữa đồng trống, mốc mông. Tôi chẳng nghĩ có ai biết được nên càng chẳng sợ. Tôi đến, Tôi bắt đầu kéo nước từ dưới sân giếng để rửa sạch cái sân và nền chuồng vì còn vương vãi máu me. Những ngày kế tiếp, tôi bắt đầu thanh toán những phần cẳng chân, cẳng tay và xương hông của vợ và con tôi. Những phần thân thể ấy được tôi cho vào bao tải cũng như những lần mổ thịt lợn đem bán vì đã quen đường từ nhà lên chợ. Thấy bên đường có một bãi rác tập kết lớn, tôi mang bao tải chân tay, vứt ở đó. Dù chỉ có điều, là thịt người chết có vẻ nặng hơn thịt lợn rất nhiều. Chẳng biết vì sao, chắc bởi vì nó có hồn người nên có vẻ cồng cành và nặng nề hơn thịt lợn. Mấy lần cái bao tải đựng chân tay bị rơi trên đường, tôi phải nhặt lên buộc lại và gác đặt ở đó trên cái gác bà gà. Chẳng ngờ tính toán đã đâu vào đấy cuối cùng lại bị lộ. Nguyên do vì cái nồi cháo hầm có hai cái đầu người, tôi mang cháo lên chợ thị xã bán như mọi buổi sáng, Lúc đầu khách đến ăn khen cháo ngọt hơn mọi hôm. Tôi cũng ngăn thử hai bát, thấy đúng là vị cháo ngọt hơn hẳn bình thường. Chỉ có điều mùi thì có vẻ hơi tanh, khắm hơn cái mùi nước thịt ninh như mọi hôm. Lúc đến múc cháo bán cho một bà khách, vô tình tôi múc cả một đoạn xương hàm trẻ làm đôi trong cái bát. Khách ăn đến đấy, thấy đoạn xương hàm vẫn lẫn cái hàm răng người thì tá hỏa rú lên rồi nôn mửa trước khi ngất điện. Hàng phố thấy lạ súng vào kiểm tra trong bát, rồi trói gô tôi lại, lôi từ trong cái nồi cháo, cái sọ của vợ con tôi. Quả thật, lúc giết người tôi chẳng nghĩ gì, bây giờ mới thấy là không nên. Báo cáo, hết. Đọc hết bản tự khai của Nguyễn Văn Huyền tôi thấy bụng dạ của mình xô lên ỏng ọc. Bao nhiêu đồ ăn thức uống chiều nay hình như đang cuộn trào đòi chui ra khỏi bên ngoài. cúi đầu cố giấu đi cảm giác ghê cổ. Mà tôi vẫn thấy sống lừng gai lạnh toát. Toàn thân ớn lạnh. Bên tai tôi giọng của lão hớn nức nở cất lên lần nữa bà tự khai này là do tôi dịp được của một anh công an họ họ có mấy tờ chép lại nắm dấu đàng hoàng tôi cũng đã đập như anh buồn nôn ghê cỏ có ai ngờ đâu chứ? tờ con tôi nó được tiếng là hiền lành đến mức nần độn mà bỗng nhiên gây ra tội tẩy trời thế này. Bảo, bảo công ma hành, thì là gì à anh? Tôi là người á khẩu, tình tiết của vụ án thật ra tôi cũng đã biết được ít nhiều nhờ vào những nguồn thông tin thân cận trong cơ quan điều tra. Nhưng bản tự khai của một kẻ tội đồ thì đây là lần đầu tiên tôi đọc được. Không ngờ, một người sau khi súng tay với chính vợ con mình lại vẫn có thể ung dung lạnh lùng đến như thế nhìn sang mảnh vườn héo úa điêu tàng đang oằn mình trước những trận gió đông thấy cái xà beng vẫn cắm dưới gốc cây dung tôi lại đưa mắt nhìn về những luống hoa hồng mọc tốt um được bón bởi thịt người mà tôi thấy lạnh chân tay đây là hiện trường vụ án là nơi lưu lại một thảm kịch kinh hoàng cái giếng kia mảnh sân này cái chuồng lợn bốc mùi nồng nặc đằng xa ấy tất cả đều là nhân chứng cho một cuộc tội ác giận người của một kẻ dã nhân một thằng tại giống một thứ gì đó không đáng được gọi tên. Con người khác còn vật ở chỗ, con chó sinh ra đã làm con chó, nhưng con người sinh ra muốn làm con người thì phải học tập, phải rèn luyện tu tâm dưỡng tính để phần người lấn át phần con. Nhưng thảm kịch này đã cho ta thấy điều ngược lại, minh chứng cho cái bản ngã đen tối của loài người. Nhân chỉ sờ, tính bản ác, phải chăng khổng tử sai, còn tuân tử đúng, loài người sinh ra đã sẵn cái bản ngã ích kỷ hẹp hòi, cái tội quá lớn lớn ác luôn thường, cái suy nghĩ cải thiện thô lậu bần tiện khủng khiếp luôn chìm sâu trong cõi ù ngục, cõi thầm u, cõi tham sân si. Chỉ cần lơ là một chút, có thể mọi thứ đều bùng lên, xóa nhòa đi tất cả những cái phần người chúng ta đã cố gắng xây dựng. Cái thiện và cái ác luôn luôn có hai mặt của một vấn đề, là một mối quan hệ biện chứng luôn luôn song song tồn tại. Cái thiện thì có cái ác ngược lại và cái ranh giới giữa chúng lúc nào cũng chỉ mỏng manh. Chỉ cần một vệt nhỏ cũng có thể bước chân sang cấm kỵ, không thể quay đầu. Tôi tự hỏi mình là ai? Khi phải dẫn bước tới đây, để ngồi giữa không gian ngập ngộ mùi tử khí và những vong linh vô hình vất vưởng khi lăng bùa vây cạnh tôi, gào thét đòi trả oán. Tôi là kẻ đứng giữa ranh giới của thiện ác, của một vùng xám ô vô danh. Hay tôi cũng chỉ là huyên, như huyên, một kẻ chưa có cơ hội được chứng minh lời danh của tuân tử chăng bên tai tôi lão hớn vẫn luôn miệng lặp đi lặp lại điệp khúc vừa rồi còn tôi bị ma hành nó bị ma hành anh phóng viên ạ à? mà hành tôi buộc miệng kêu lên như nghi hoặc cái buộc miệng ấy khiến tôi sững người lão hớn cũng sững người dương đôi mắt tròn vành vạnh như cái đầm xu sáng quắc một cách dị thường giữa cõi u linh mù mịt nhìn tôi mà hành là sao? Bác có thể cho cháu biết thêm chi tiết được không? Tôi rút giáo cố dùng lời lẽ, tính chuyên môn của mình để che giấu đi cái sự kinh tởm trong suy nghĩ. Hình như lão hớn đã bị tôi qua mặt, lão lại đưa tay gạt lên nước mắt và tiếp. Anh ạ, à, anh đọc trong tờ chỉnh rồi đây. Còn tôi dạo ấy, nó hay nằm mơ, thấy lợn chọc tiết. Rồi rồi chúng nó hiện phải đòi báo oán. Còn vợ nó thấy thế thì sợ, mới um xiên lên, đi hết thầy này đến bà khác, xin đủ thứ bùa bà về khắp nơi. Mà, mà nhà chúng tôi vô sư vô sách, có thở cúng bao giờ đâu. Thằng Huyền thấy vợ tiểu tiền bản mạng, cho những cái mề tín dị đoàn, nên nói nhiều lần mà con lộ cứ dài một cãi chảy cãi cối đàn ông miệng rộng tỉ răng, đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà. Hỡi ơi, khổ dẫn chúng nó. Đoạn lão hớn lại quay đi khạc ra một cục đầm xanh lét vào một góc tường, rồi đưa ánh mắt gà gà của một kẻ say nhìn vào màn đêm tím thẫm sẫm và màn sương đục ngầu như màu tiết lợn. Nhà lão hớn cách nhà của con trai chừng 10 phút đi bộ. Nhà lão cũng cùng làng, nhưng nằm sát mãi tận chân Đê, cách rất xa khu đô thị mới. Lão quá vợ từ khi Huyên mới lên 10, bao nhiêu năm một mình vò võ gà chống nuôi con, ở cất làng này không ai muốn dây đến một kẻ vừa xấu, lại có tiếng sát thề như lão. Những tưởng khi đã gần đất xa trời, lão sẽ được thành tơi, tư nhàn hơn lớp trước, nhưng dạo gần đây, lão cứ phải sang nhà thằng Huyên liên tục. Đã là vì lão phải trông cháu cho hai vợ chồng thằng con trai độc nhất. Huyên có công việc ở xí nghiệp cơ khí, hắn làm ca ngày, từ sáng đến chiều, chỉ có mỗi tối ở nhà. Và tờ mờ hôm sau lại dậy thịt lợn cho vợ đi bán. Cái nghề thịt lợn này là nghề truyền đời từ tổ từ tông, nên huyên ra tay đầu vào đấy. Vợ hắn cũng đã nhập môn được khoảng 6-7 năm nay, nhưng dạo gần đây thì có vẻ dần dưng, hay nói đúng hơn là bắt đầu tỏ ra e ngại không muốn tiếp tục cái nghề mổ lợn. Thái độ dứt khoát trong công việc bỏ nghề của lộ khiến chồng thị là Huyên rất bực mình. Vì thị cho rằng nghề đồ tể đã truyền đến ba đời của hắn là một cái nghề thất đức và bạc phúc. Đã thế, dạo gần đây, đội còn thường xuyên tốn tiền hầu đồng làm lễ, cúng bái rình răng, khiến hắn vừa mệt mỏi, vừa chán nản vô cùng. Và cũng chính vì những buổi lên đồng, lên điện của đứa con dâu mà lão hớn mới phải lê kết thân già đến đây để chăm cháu. Chiều hôm ấy, lúc đàn lọ mọ ngồi bắt bếp thổi cơm, thì lão thấy thằng con trai của mình lách thách về nhà. Huyền đứng từ ngoài cổng, nhau mắt nhìn vào trong bếp. Lão hớn ngách mặt lên hỏi một câu thừa thãi. Thế mày đã về rồi đây hả? Huyền đáp lại bố bằng một cái giọng lè nhè như đã đẫm hơi men. Trời, về rồi. Thế sao ông lại ở đây? Con lộ, nó đâu mà để ông phải cầm nước cho cái thần tội thế này. Lão hớn nhằn mặt, Mày say đây phải không? Nó đi rồi, đi lễ. Huyên hít một hơi thật sâu. Mặt của hắn đương đỏ, bỗng thoát cái tái đi, làm cái vẻ đần độn bẩm sinh bỗng trở nên có phần tàn bạo. Bạn tiền sử cái con đĩ dẫm. Lễ trả lễ chú, suốt ngày không có. Bày đất lễ với trả lạt. Lão hớn nhét cái que củi vào trong bếp, rồi chống tay đứng dậy khó nhọc Thế nó công bảo gì mày à? Nó mà bảo tôi, tôi gồ cổ, ném vào nhà ấy, tổ xử cái con chó cái. xuất cái đi, đi, đi. Không biết nó có bị con tám cho ăn buồn mê cái thuốc nú hay không. xuất cái đi. Thằng Huyền ném cái chai 75 xuống đất, mảnh thủy tinh vỡ tan, bắn tung té. Đạo hớn thở dài mắng con. Mày say quá rồi đấy còn à. Cái gì không phải của mình Thì sao phải tiếc để mà giúp bực vào người Huyền trợn mắt nhìn bố Răng hắn nghiến lại Khiến cho cái miệng vốn có vẻ bình thường Bây giờ trở nên kỳ dị Tổng thể trù tượng trên khuôn mặt càng méo mó Ông thì biết cái gì Lão hớn thở dài quay đi Lão biết chứ Lão biết vì con của lão dạo gần đây đắm chìm trong men rượu dù rằng trước đây thằng Huyên được tiếng là một gã đàn ông hơi trần độn và chân chất. Số là cả nửa cái làng này đang xôn xao khắp khởi vì tiền đền bù đất cát. Vì hiện đại hóa nông thôn, hầu như cả làng ai ai cũng có phần để dự vào trong cuộc vui nô nức ấy, chỉ trừ cái nhà và mảnh đất của Huyên. Mảnh đất của hắn còn cách dự án khu trung cư cao cấp, chỉ đúng 9 mét rưỡi. Chỉ có 9 mét rưỡi, chỉ có 9 mét rưỡi nữa thôi, là hắn được lĩnh một đống tiền đền bù đổ lấy mấy xảo ruộng bỏ không từ hồi hợp tác xã thoái trào ấy thế mà huyền không có được người ta chỉ lấy đúng theo diện tích trong bản vẽ chẳng dù lấy một ly một tấc không biết những người khác giống huyền thì cay như thế nào chứ huyền thì ứ nghẹn huyền uất ức hắn cảm thấy mình như một người thừa như một con chó đã đớp được miếng mồi rồi lại phải nhả ra hắn cảm thấy số phận chẳng chịu mỉm cười với hắn hắn cảm thấy mình bị gạt ra ngoài cái sự sung sướng của giống người như một kẻ bị hầm hiu từ người đến vật đều xa lánh. Vì thế hắn cay, cay đời, hắn bắt đầu chìm trong men rượu, dù trước nay Huyền không mấy say xỉn. Lão còn muốn tiếp tục chủ đề này, nên quay lại câu chuyện cúng bái của đứa con dâu, bỗng nhiên đổi tính, lão hỏi. Thế còn lộ, nó đi lễ gì mà lễ lắm thế? Tôi đạch biệt. Nói thế nhưng hình như vì ấm ức đã lâu nên Huyền cũng được thể tuôn ra một tuần. Tất cả cũng vì nằm mơ. Lão Hớn nhân mặt tò mò. Nằm mơ cái gì? Đêm hôm ấy trong căn bùng ngủ bên cạnh gian nhà chính, Trần Thị Lộ giật mình ngồi dậy bật hết tất cả các bóng điện trong nhà. Thị Bàng Hoàng đưa mắt nhìn khắp xung quanh không gian tâm tối. Thị U ớ gào thét trong giấc mơ. Thị vùng vẫy dẫy ruộng một cách kinh hãi đến phút cuối cùng muốn có thể mở được đôi mắt để thức giấc, thị chống tay xuống giường, sống lưng lạnh toát như ngâm nước đá, còn vầng trắng ướt đẫm mồ hôi và hơi thở rồn dập như thể sắp phá tung lồng ngực. thị đặt một tay lên ngực, cố chân tĩnh tinh thần để bình tâm nhớ lại tất cả chi tiết rùng rợn vừa diễn ra trong cơn ác mộng. bên cạnh lộ, trong cái màn tim màu cháo lòng, chồng của thị vẫn ngủ say không hề hay biết cái điều kỳ quái vừa xảy ra với lộ. huyền nằm nghiêng, lưng quay về phía lộ còn mặt hướng ra ngoài cửa sổ. Hơi thở đều đều khò khè của hắn chứng tỏ hắn vẫn đang say giấc. Lộ khẽ thở dài, nhìn ra ngoài cửa. Chính tại nơi đây, chỉ mới vài phút trước thôi trong cơn ác mộng của mình, thì thấy một thứ hình bóng ma quỷ như là quỷ say hiện lên từ địa ngục âm tà. Trong màn tối âm u và đặc quánh của không gian mù mịt, thị trông thấy ụt ịt ở ngoài sân có một con lợn, ước chừng phải nặng gần hai tạ, to béo cành càng màu da trắng toát như vôi nó đang ụt ịt rúc mũi xuống sân bỗng chẳng biết vì sao lại ngẩng phát cái đầu lên nhìn thị làm cho thị giật mình suýt đứng tìm bởi con mắt trắng dã của nó lúc này đang nhìn thị vằn lên đầy tia máu nó đỏ ngầu ngầu và sáng quắc trong đêm nó đứng ở xa cách cửa sổ chừng vài ba mét nhưng ánh sáng đầy tà khí cứ nhìn chằm chọc không có chớp mắt thỉnh thoảng những giọt nước đỏ ngầu như máu lại từ trong cặp mắt ấy rỉ ra nhỏ tóc tỏng trên nền gạch. Con lợn nhìn lộ mà khuôn mặt toát lên một vẻ vừa buồn vừa đau vừa uất hận. Trong giấc mơ của mình, lộ như bị cấm khẩu cứ ngồi trên giường, viện tay vào chấn xong miệng không thể nào thốt lên thành tiếng. Nhất là khi thị thấy con lợn từ từ đứng thẳng lên bằng đôi chân sau, đôi móng lợn to bè xòe rộng, ấn sầu xuống đất. Đấy là một con lợn cái, dưới cái bụng vẫn còn phè ra tám cây bầu vú căng tròn vì tức sữa giống hệt như con lợn mà sáng hôm qua vợ chồng lộ đắt đè ra xẻ thịt thấy cũng là một con lợn cái một con lợn cái có thầy cũng là con lợn ấy con vật nặng gần hai tạ to như con bê răng nành trắng ơn ẩn to như là hai cái quả ớt đại mọc lòi ra bên ngoài từ mép trên nó ngà như cái ngà voi nhưng bây giờ đây sao chồng nó trông chẳng giống một con lợn bình thường trông giống một con quái vật hơn cái con lợn mà khi vợ chồng thị chọc tiếp nắm dãy trong chuồng, nó đang lững thững đi thẳng người từ cái mảnh sân tăm tối. Hai tròng mắt trắng, đã dị thường, hẳn lên đầy tiêu máu, nhỏ máu xuống. Cái mũi của nó trùn lên, nhân lại, làm hai cái răng nanh lại được thể tòi ra bên ngoài. Đôi móng giò phía trước khều khều vào trong không khí. Làn da trắng toát nhiều vội của nó vẽ cào trong không khí, những đường dài trắng toát như ma quỷ, khiến cho lộ lạnh cả người. Rồi bỗng bất thình lình, lộ thấy bụng con vật tự nhiên nứt ra, rách ra, rồi ổng ọc bao nhiêu lòng phèo nội tạng. Con lợn đứng thẳng người, lục phủ ngũ tạng cứ theo vết rách trôi ổng ọc xuống đất. Kéo ra từ trong tổ cung của nó, đến ngót chục con lợn con, to như con chuột cống, toàn thân đỏ hòn, ướt đẫm nước ối, nhằn nhẵng khua khoảng, cái đồi trần giỏ bé tí cố vùng vẫy, quyết đòi sống đòi chết. Thị kinh sợ đến đến cả người, hai ẩm răng va vào, vào nhau lập cập, muốn quay lại đánh thức chồng mà toàn thân cứng đờ như đá không thể nào động đậy. Một sức mạnh vô hình nào đó trào tới từ trong bóng tối điều linh đang hợp sức với con quái vật ngoài kia đè lên người thị. Lộ thấy còn lợn, từ từ cúi xuống, bắt đầu bò bằng cả tứ chi. Động tác của nó chậm chạp như muốn thị phải ghi nhớ từng chi tiết một. Nó cúi đầu xuống dần, hạ mõm, rút mũi và đống ruột gan nội tạng của chính mình rồi hít hít. Rồi nó chuyển hướng sang mấy con lợn còn cái nành trắng ẩn, dài ngoan ngoan rút vào một con bé bé, hảy nó lên. Con lợn còn thiếu thắng, chỉ khẽ khịt lên một tiếng, rồi cũng lăn ra chết. Con lợn mẹ như tức mình, nó cò trần dẫm nát cái đống lợn con ở dưới sân, trước khi giết lên, rồi dưng cặp mắt đỏ ngầu toàn máu nhìn thẳng vào mặt thị. Đúng lúc ấy, thị giật mình tròn tỉnh giấc. Kiến đặt tay xoa xoa trên ngực, để giảm tải cái nỗi kinh hoàng, thị sợ hãi định gọi chồng mình tỉnh dậy, nhưng thấy Huyền vẫn đang ngủ say, nên đành bấm bụng nằm xuống tự nhủ lòng đó chỉ là một cơn ác mộng có lẽ hôm nọ việc chồng thị xẻ một con lợn nái đang có bầu khiến thị bị ám ảnh con lợn to như thế chỉ thoát một cái huyền đã đẻ ngừa con lợn ra nền chuồng con vật khổng lồ vừa mới kịp hiểu rằng mình sắp bị tóm một chân của nó đã bị tóm nhanh như cắt bị trói nốt lại bằng cái chân kia thân thất sợi dây thừng chạy đến hết cả bốn cẳng chân núc nít mỡ con lợn bị đè xuống đất bị cái đòn gánh đè ngang lên cổ nó tắt thở kêu ụt ịt muốn vùng ra nhưng huyền đã sấn tới kề cái mũi dao lên cổ con vật khốn nạn ấy vén cặp môi dày lẩm bẩm họ kiếp cho mày vừa nói hắn vừa ấn cái mũi dao vào sâu da cổ của con lợn lưỡi dao sắc bén và mảnh như là lá lúa dài thường thường sắc lẹm chỉ thấy bụng một tiếng nhẹ nhàng như một mũi kim con dao đã xuyên qua cuống họng của con lợn con vật khốn nạn giật lên đành đạch Giờ nó chỉ mới biết rằng mình sắp phải bước qua cửa tử. Nó giống lên một tiếng khiếp đàn vắng trời. Nhưng kịp làm sao được khi mũi dao đã ngập tiếng rút cắn, rồi thúc ngược lên trên trời. Sau đó còn xoay xoay ngược chiều kim đồng hồ. Vọng lại, cả tiếng ngoáy kèn kẹt, ong ọc, chạm phải cả xương. Máu còn lợn đã nhuộm đỏ cổ tay hắn. Hắn mới ném con dao, lấy cái chậu nhôm, hứng tiếp đang ổng ọc tuôn ra như tháo cống. Rồi tiếp sau đó là rộn nước cạo lông làm tháo rời cả thủ cấp, ổ bụng môi gan phanh thầy còn lợn. Nhưng đến lúc lôi được cái lòng ruột của nó ra bên ngoài, hai vợ chồng thị mới biết con lợn này đang có chữa. Thảo nào thấy nó tỏ đến như vậy. Chợt vang vang bên tai thị có tiếng khóc lóc van xin, lại hòa lẫn với tiếng én ếch ai oán đến giận người. cái gì thế nhỉ? Lộ thì thầm trong đầu rồi đưa mắt nhìn xung quanh chủng lợn đã bề bếp máu. Chẳng có gì ngoài tiếng mài dao xoèn xoẹt xoèn xoẹt, tiếng đâm, tiếng bổ tiếng sấn tiếng nửa. Trên tay của Huyên, con dao cứ đưa thân thắt không có thiếu một ly, cũng không thừa một tấc. Mọi động tác đều như một cái máy đã được lập trình, gặp thịt là cắt, gặp xương thì chặt, gặp khớp là tháo, gặp sườn thì lóc. Mặt hắn tỉnh bờ, vừa làm vừa lên mồm huyết sáo, rõ ràng không hề nghe thấy tiếng khóc than thảm sầu đang lẫn vào trong gió vi vu. Lộ toan lên tiếng gọi chồng, nhưng chợt tự mình khựng lại, vì lần này tiếng khóc đã đổi thành tiếng rên. Đừng Đừng có giết con tôi Lộ sợ hãi bản thân nhìn xung quanh Nhưng chẳng có gì ngoài con lợn chết Và chồng thị vẫn đang thuần thoát tay dao tay tớt Hắn thỏ tay Móc ra từ tử cung của con vật Một con lợn con Cầm con lợn sữa bé như con chuột cống trên tay nó, nó, đang ngoe ngoài Hất hất cái mõm lên như được van xin sống Lộ tái mặt nhìn thấy con lợn sữa Thị trừng mắt gào lên Khoan đã Khoan cái gì mà khoan đừng Đừng có giết nó nguyên nhân mặt Không thịt thì mày nuôi được nó à Bé tí thế này trả thịt để làm cái gì Lộ cứng họng không biết nói gì Thị Toan trẻ lại rằng con lợn sữa trong tay chồng Nhưng gã đổ tể lạnh lùng Nhìn con vật bé nhỏ một hồi Dùng cầm chặt lấy thân mình chân tuần tuột Của con lợn sữa đập bách một cái Cái đầu của nó vỡ ở trên nền gạch cửa chuồng Con vật chỉ kịp kêu ré lên một tiếng bên ngoài trồng lợn, gió cũng đang vì vút giết đền. Lộ á khẩu há hốc cầm mồm, cứ thế, mười con lợn con là mười lần, bép bèm bép. Đầu chúng nó vỡ nát bè bét, máu não huyết tương trong mắt cũng cứ thế trộn vào với nhau lạo dạo tuôn ra trong cất nền. Huyền ra lệnh. Giỏ đê, rồi ném vào nồi cháu. Thì lộ trông thấy chồng hạ sát cả đàn lợn con thì dụng mình. Hóa ra, người cứ thế ngẩn ngơ, phải nhắc mấy lần thị mới giật mình run rẩy nhặt mấy hít con lợn ném vào trong cái thúng rồi gần như quên luôn cả tiếng dân thảm thiết van xin cả tiếng lợn kêu xe rẽ đầy ấm ảnh ban nãy hình ảnh mơ hồ dùng rợn ấy lúc này đây hiện về một một trong đầu của thị khiến cho thị thấy buồn nôn trong cổ họng độ xanh người nằm nghiêng mặt áp sát một bên tay nhưng bỗng thị khó chịu lại phải ngồi nhòm dậy đưa tay sờ lên má rồi lựa lựa để ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào trên bàn tay của thị là một thứ nước gì đó ươn ướt, nhấp dính, tanh tuổi đến dùng mình. Đó là máu. Máu bắn ra khi con lợn kia dẫy chết, lũ lợn trên nền gạch cứ thế bắn lên trên đây. Thị bằng hoàng gần như chết lặng, chả lẽ tất cả sự việc vừa rồi đều là thật, chẳng có cơn ác mộng nào hết. Ý nghĩ còn đang chạy dọc trong đầu óc của thị, thì thị đã ngồi bật dậy lao ra sân, bật công tắc ở các ngọn đèn treo ở mái hiên bỗng một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai khiến cho lộ giật bánh cả mình rú lên một tiếng thất thanh nhưng hóa ra đó là huyền chồng của thị vừa bị thức giấc nghe huyền kể lại lão hớn bán tính bán nghi cái nghề đồ tể này lão đã làm đời bố của lão cũng đã làm mà có ai nằm mơ nằm mộng gì đâu lão quay sang bảo với huyền thần hồn nát thần tinh đung cái loại đàn bà huyền nghiến răng nói tiếp Chả à thế thì sao? Từ hôm đấy trở đi, suốt ngày cứ dính lấy con mụ tắm bán gà. Hôm nọ chúng nó vẫn dẫn nhau về đây, đi cùng với cả một thằng thầy cúng. Vừa mới bước vào, thằng kia đã nói hưu nói vượn. Bảo cái nhà này bạc phước bạc vận, gây nhiều sát nghiệp, mới bị con lợn tinh hiện về báo oán. Tôi nghe mà rồ cả người, suýt tưởng phản cho một cái đấy. Lão hớn nghe cũng nóng mặt, đời lão làm thịt lợn nhưng chưa bao giờ gây thủ chúc oán với ai. Thế mà lại bị người ta bảo rằng nhà mình bạc phước Rõ là mấy cái đứa dỗi mồm Còn dâu lão Về đây kiểu gì lão cũng mắng cho một trận Nhưng cái ý định mắng con dâu chưa thể thực hiện Thì thị vừa mới léo nhéo từ ngoài ngõ Huyền đã lao ra túng tóc lôi vào À con đĩ này Mày làm công làm ăn không ăn Suốt ngày bám đít con tắm gà thế nào Chúng mày lại đi cầu cúng Mà bố chúng mày đi à Lộ rằng tay huyền ra Thị vốn to béo hơn chồng nên chỉ cần đẩy một cái Huyền đang phải lùi lại mấy bước tại cái thằng kia Tao nói cho mày biết nhá Tao không vì cái nhà này Không vì cái nghiệp bạc phúc của nhà mày Thì tao cần phải vứt vào lặn lội như thế không hả Mày tưởng tao sướng lắm à Ngồi mòn cả đít chỉ cả mông đi này Vừa nói con đàn bà chua ngoa Vừa xỉa như đâm vào mặt chồng Lẫn bố chồng đứng ở đấy Dĩ nhiên Huyền không phải dạng vừa Hắn hiền nhưng rất cục Bị vợ cãi lại Huyền liền giang tay và đốt một cái vào mặt to như cái mặt lợn của thị. Lộ ăn một cái tát như trời giáng ấm ức bật khóc nước nở. Thị bừng mặt, nhìn bố chồng như cầu cứu rồi kể lệ. Bố! Con mấy lần nằm mơ, thấy con lợn về báo, con mới phải lặn lộn đi tìm thầy giải hạn cho nhà mình. Thế, thế bảo bố xem, nó còn đánh con đấy. Lão hớn chưa nói gì, thì Huyên đã gào lên. Mày ngu lắm! Con tám bảo mày ăn cướp mày cũng ăn à? Lão hớn thở dài xua tay bảo con trai. Ôi cái thằng kia im, mày vào nhà, còn con này, mày xem cơm nước đi, chúng mày đừng có ai nói gì nữa, để im cho cháu tao nó học bài. Tố mấy hai vợ chồng lại đánh chửi nhau, lão hớn không về mà nằm luôn ở cái chõng tre ngoài hiên. Ngõ hầu có thể ra mặt can ngán, nhưng lão mặc kệ. Câu chuyện về cơn ác mộng chiều nay mà Huyên kể không hiểu vì sao, làm cho lão lấn cấn trong lòng, nằm chân trở mãi, nghĩ mãi mà không có ngủ được. Chuyện mộng mị thì thế nào mà tin được đây, nhất là những cơn ác mộng người ta vẫn bảo, sinh giữ tử lành đấy thôi. Nghĩ là thế, nhưng thật tâm lão hớn cũng thấy lo lo. Lão cũng biết cái nghệ sát sinh này tổn tâm đức. Lão nghe người ta bảo rất nhiều lần, mà cũng chẳng biết có đúng thật hay không. Mà kể từ đời bố của lão trở đi, nhà lão chỉ có độc đinh, mặc dù trước kia các cụ đề huế con cháu trong làng có đứa thối mồm đã bảo nhà lão hết phước nên mới hiếm muộn như thế. Lần này lại đến lượt con dâu của lão nằm mơ thấy những điều kỳ dị khiến cho lão bắt đầu cảm thấy lo lo. Trời mùa thu, tiết trời đã hơi xe xe lạnh, nhất là khi cái nhà của thằng con trai lão lại nằm trong một bãi đất mênh mông, nền gió cứ ảo ảo lùa tới, phù mờ những màn xương bảng bạc như khói bếp. Những gốc cây ngoài vườn nương theo gió ẩn mình như những hình quỷ bóng ma kỳ dị hiện lên trong đầu bóng đêm hun hút, phụ họa cho sự lạnh lẽo tiêu điều của căn nhà và mảnh đất âm u này. Nằm vắt tay lên chắn, lão hớn trở toán dùng mình. Lão vừa nhớ đến một câu chuyện ở làng này. Số là dạo đấy, nhà của bà Cải, một bà láng giềng thân thiết với nhà lão sang cắt cho ông chồng già chết đã ngót 5 năm. Nhưng sau buổi lễ, bà Cải cứ mơ thấy chồng hiện về, đòi một đốt ngón tay. Thế là bà lão lại phải thuê người ra mộ đào bới, tìm được cái đốt ngón tay của ông cụ rồi lại thuống xuống bỏ vào trong tiểu thì lúc ấy mới được yên. Người chết xương thịt thì chôn dưới đất tất cả rồi, nhưng hồn phách chưa biết coi yên ổn hay không. Lão dùng mình nhớ đến câu chuyện nọ, rồi tự liên hệ đến cơn ác mộng của đứa con dâu. Phải chẳng thiên hạ nói đúng, vật cũng như có thể giống như người, có cả xác và tâm hồn. Còn lợn chết rồi, thịt bị xả ra đau đớn, lòng ruột bị nhồi thành rồi chả, chiên giòn, rồi cứ thế để cho người ta ăn, chân giò bị cắt tỉa ninh những con lợn con những con lợn con những đứa con yêu dấu của nó chúng ta yêu con của chúng ta như thế nào nó chắc hẳn cũng yêu con của nó như thế thế mà rồi bị ném vào trong nồi cháo nóng hổi nhưng mà nó là giống vật xúc vật thì phải để ăn để thịt chứ không lẽ lại nuôi chúng để rồi báo cô lão nghĩ vậy thì gạt đi khỏi cái sự ân hận âm thầm đang nhen nhón chợt lão bỗng người thấy trong không khí có một mùi tinh ngọt ngọt nghe thấy lẫn tiếng gió dìu rào cả tiếng gió như là tiếng ụt ợt đang rúc cắm lợn trước mắt đình ninh lợn ở đâu thế nhỉ lợn nhà thằng huyên thì cả rồi cơ mà lão huyên bất giác nghĩ thế rồi ngó đầu vào khu chuồng lợn mé trái nhà chợt lão kinh hãi đến đần người là bởi trong không gian đen kỉnh kịt mờ mịt hơi xương lão vừa trông thấy thấp thoáng trong chuồng lợn có một cái bóng to cành càng nó quay lưng lại phía này nên nhìn từ ra chỉ trông thấy một mảng trăng trắng của bờ vai nung núc thịt to bành ra như cái cánh phản. Nó hơi gù gù, như đứng chúi về phía trước, nên lão hớn không thể nắm rõ được mặt của nó. Lão định lên tiếng đánh thức con trai và con dâu vì nghĩ nhà mình có trộm, nhưng ngay lúc ấy lão hớn kinh người đỏ ra. Một tiếng rít é chói tai vang lên một lần nữa cất lên từ trong chuồng lợn, hay nói đúng ra, từ chỗ cái bóng kia đang đứng. Nó cũng ngẩng đầu rồi quay phát lại phía lão già Đến bây giờ đây thì lão gần như nghẹt thở, trái tim trong lồng ngực cũng thắt lại dồn bao nhiêu máu huyết lên trên đầu. Bởi vì cái bóng sau chuồng lợn kia, nào cũng phải là người. Nó là một con lợn, nó đang đứng bằng hai chân sau, chống hai cái chân trước lên thành chuồng. Cái đầu to như cái thúng quát rộng cái mồm với hai chiếc răng nanh to như quả chuối, trắng ơn ở một cách dị thường. Dừng đôi mắt đỏ ngầu, nhìn trong chọc về phía não. Lão hớn đã sống quán nửa đời người, đã bước sang một chân bên kia triển dốc mà chưa một lần nào lão cảm thấy sợ hãi đến như thế này. từng chừng bao nhiêu sinh lực trong cái thân thể già nua này đều bị hút cắn ra ngoài dưới tiên nhìn chất chứa đầy oán độc của con lợn ấy. Lão bảo hoàng nhớ lại câu chuyện của vợ Huyền về giấc mơ khi thị đất trông thấy con lợn nái đứng thẳng ở giữa sân bằng hai chân sau, dẫm chết đám con của mình, từ mũi môi trong bụng ra. Chẳng lẽ giấc mơ ấy là có thật? Và lão hớn đang mơ. Nhưng lão đang ngủ đâu mà mơ. Kể cả cái hình dung trước mặt của lão lúc này đây, nó sống động, y như thật. Và thật sự thì nó đang lần quanh cái chuồng để tiến về phía lão. Lão u thét lên, gọi thật to để lôi thẳng con thức dậy từ trong cơn mộng mị. Huyền! Huyền ơi! Giả giả cứu bố! Âm thanh tắc nghẹn, mãi mới bật ra được, nhưng đáp lại lão chỉ là màn đêm đen kỉnh kịt và đặc quánh. Còn lão ngủ say đến như thế hay sao? Lão kinh sợ và một lần nữa ngoái cổ về phía sau, hướng buồn ngủ của hai vợ chồng thằng con. Huyền ơi! Huyền! Huyền ơi dậy! Vẫn không có gì. Dường như cả mảnh đất này đã trở thành một nghĩa địa hoang, một mảnh đất của âm hồn. Không có chỗ dành cho người để sống. Bên ngoài, chỉ còn mình lão với nỗi sợ vô biên đang choáng đẩy tâm trí. Lão hớn như sắp đáy cả ra quần. Quay phát lại để xem cái thứ xúc sinh kia. Nhưng nó không còn nữa. Không còn ngoài ấy nữa. Chỉ là một màu đen sâu thăm thẳm pha lẫn với xương trắng phiêu linh. Phủ mờ cảnh vật Nhốn cảnh đất vốn dĩ hoang tài, tiêu điều, thêm một không khí ngập ngụa mùi chết chóc. Đến tận lúc này đây, lão mới lấy lại can đảm để khua chân tìm dép, lập cập đứng lên, cầm cái đèn pin soi về phía chuồng lợn trái nhà. Ở bên đó nồng nặc bốc lên, nương theo gió là cái mùi cứt lợn khăm khắm nằm nặm. Phạm phất mùi tiết động rồi bâu và cả mùi xương thịt ninh như bị hắt xuống cống như chưa trôi hết. Bộ vây khắp nơi là không khí ô nhiễm và bẩn tiểu nhưng tuyệt nhiên thứ xúc sinh kia không còn nữa. Như thế nó đã tan vào trong không khí, bị gió làm trướng cuốn đi. Bần thần cường mặt, dương cái cặp mắt già nua, nhìn theo ánh đèn pin nhàn nhạt, nhạt le lói, lìa khắp một vòng xung quanh. Lão già như nhìn thấy cả một tương lai mù mịt và đầy bất chấp đang trực chờ rình rập lấy gia đình và con trai của lão. Trong đầu của lão hiện lên một ý định, kỳ khôi, lão sẽ đi tìm thầy cúng về giải hạn. Là một kẻ truyền đời vô sư vô sách, nhưng lão hớn cũng không mấy khó khăn để tìm ra một tay thầy cúng trong thời buổi nhiễu nhương này. Nghe lời dì tai của mấy bà ngoài chợ. Lại nhân dạo ấy cầm có con dâu, nhờ lão sang trông cháu. Lão hớn bắt xe lên tỉnh, rồi rẽ vào một ngôi điện nằm trên con đường tỉnh lộ ngần nghèo. Đây là điện thờ của thầy Bảo. Một thầy cúng cào tay ấn mà nhiều bà cô, nhiều bà tám cũng đã lần đến để xin thầy giải hạn. Làm bùa yêu để khỏi mất chồng cũng như xin số đề để lấy may đổi đời. Thầy bảo xem chừng là một pháp sư thật tồn tại giữa nhiều những kẻ bói toán thầy cúng dòm đã mọc lên như nấm để phục vụ cho một xã hội kim tiền và để vỗ yên những lòng người loạn lạc. Thầy bảo nằm ngoài trục, dáng người rong ròng, khuôn mặt thư sinh với hàng riêng mép được cắt tỉa gọn gàng và đôi mắt trắng, gọng vàng giống như một ông giáo hơn là một lão thầy cúng với bùa ngài trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt của lão hớn nhăn nhúm già nua xấu xí và bẩn tiện kia chính là một gương mặt toát lên một sự ưu ái của bà mụ thầy bảo bình tĩnh nghe hết biến cố diễn ra trong nhà của lão kể từ khi con dâu lão mơ thấy con lợn biết đứng bằng hai chân cho đến hôm lão hớn nhìn thấy bóng nó đứng ở trong chuồng thầy bảo nghe mà cũng hơi tái mặt không biết là thầy sợ thật hay thầy cố tình làm thế để câu chuyện trở nên căng thẳng hơn ngõ hầu dễ dàng mời thêm tiền của khổ chủ Tờ tay lên bấm đội một hồi chờ thấy bảo nhân mặt câu mày nói như mắng vào mặt lão già nhà ông ba đời làm đồ tệ một con dao nhuốm máu cổng biết bao nhiêu con lợn bao nhiêu kiếp chó kiếp mèo thế mà nhà ông không cầu đạo không tu tập cũng chẳng phóng sanh từ thiện cứu đời đành rằng chúng là giống súc sinh sinh ra cũng để cho người ta lấy thịt nhưng mình giết nó thì lòng cũng phải động được nàng thắng số Nghề đồ tể vốn đã tổn âm đức mà lại không chịu tu thân Thì sao mà giải được nghiệp Tránh làm sao được họa Đức có giải đến mấy Thì bao cũng phải mòn cũng phải hết chứ Lão hớn nghe mà dùng cả mình Không hiểu vì sao thầy lại có thể biết được chuyện nhà lão ba đời làm đồ tể tham ăn, nhát làm, việc cầu kính hương khói Giờ lại nhớ đến con dầu lão nằm mơ Nghe thấy tiếng văn sinh của con lợn nái Lão lại càng kinh sợ Bên tay lão, thầy bảo chép miệng thở dài rồi tiếp. <laughs> Hây... có vụ án lệ chi viên. Khi vô tôi nhà Lê trong một chuyến vi hành có gái hết chân ở một nhà cụ Nguyễn Trãi. Nhưng bất ngờ hôm sau, vô đột ngột băng hà, khiến cả nhà cụ Nguyễn Trãi bị trù gì tạm tộc. Người đời kể rằng năm xưa, lúc đảo mắm dựng nên cái căn nhà của cụ lệ chi viên. Cụ Nguyễn Trái có nằm mơ thấy một người đàn bà dắt theo chính đứa con quỷ dũng văn xin cụ Nguyễn Trái. Nói họ là người ở đó đã lâu, nhưng việc xây nhà cửa đền đài, việc công không dám công nghe, nhưng chỉ xin cụ vài ngày để rõ đến nơi khác. Cụ Nguyễn Trái nằm mộng bán tính bán nghề, nhưng hôm sau khi đảo móng, đám học trò của cụ lại đập chết một đám rắn hổ mang. Có cả thầy chính còn rắn nhỏ một còn rắn lớn. Cụ thấy mà giận người. Quả nhiên đêm đó đang đọc sách, cụ thấy mười giọt máu từ mái nhà giọt xuống án văn. Dần dần chuyển tội rằng, cụ đã bị đàn rắn xanh năm xưa báo oán, mới chịu án chủ gì tạm tộc. Đại thần, hành khiển Nguyễn Trãi là người nhân nghĩa còn thế. Huống chi nhà ông ba đời làm đổ tệ lại không chịu cầu đạo làm phúc cứu đời. Thì họa à? Đúng là không thể không vào nhà ông mà. Đấy là con lợn tình, nó phải báo oán nhà ông đấy. Lão hớn dù như cây giấy, nỗi sợ theo tiếng lầm rầm cầu khấn của thầy bảo. Căn buồn, bỗng nhiên có tiếng gió đưa lạ. Gió thổi vào nhẹ nhẹ, sau dần khiến cái mảnh tre bên ngoài cũng lắc lư bẩn bật. Lát sau không chỉ cái mảnh, mà cả hoành phi treo trên án và đôi cầu đối dựng ở cột nhà cũng khẽ rùng rình. Cả người thầy bảo hình như cũng đang chợt đung đưa ồn ào theo trận gió. Hốc thầy bảo dường như đất thông hội với một mãnh lực vô biên của vũ trụ, phù họa cho không gian vốn ma mị hư huyền. Lão Hớn dùng mình kinh sợ vì bầu không khí u linh thầm viễn dị thường, lại càng hơn thế thì nhớ đến con lợn tình đang rình dập con trai của mình. Lão chắp tay, vái lạnh. Còn cắm rừng, cắn cỏ lại thầy. Dị xin thầy cứu gia đình tôi với. Thầy bảo thở hát ra nhìn lão hớn một lần nữa. Thầy đứng lên nhận lấy hai đồng tiền vạn lịch. Lầm dầm khấn vái một hồi, sau đó cho cả hai đồng xu vào trong một chiếc bát, lắc lên. Người giống như trời sóc đĩa vậy, sau đó mới mở ra. Trên chiếc đĩa xứ xanh, hai đồng xu đều ngỡ mặt. Thánh cười rồi, để tôi gieo thêm một lần nữa. Mong lần này là nhất tầm nhất dương. Lão hớn nhìn sang, thấy hai đồng xu đều là mặt ngửa Lão run rẩy gật đầu chắp tay mà khấn vái rất thành tâm. Nam mô a di con nam mô a di đà phật con lại chín vương trời mười vương chư Phật, con kính lại chư Phật mười vương. Xin các ngài nhóm tay làm phúc cứu gia đình con khỏi cái cảnh khổ tai bay vạ gió. Tiếng loàn soàng của hai đồng xu của tiền vạn lịch lại một lần nữa vang lên liên tục giáo bên tay. Lão hớn nhìn rằng, thấy thầy bảo đang toát mồ hôi hột, vầng trắng nhân lại như sắp phải cắn đáng một nhiệm vụ hết sức khó khăn. Cái bát vừa mở ra cũng là lúc lão hớn ngó đầu vào. Ờ, thánh, thánh lại cười này thầy, Lão hỏi ông thầy cúng, miệng lão hơi nhuyền cười, gần như có phần đắc ý. Nhưng mặt thầy bảo phút chốc, bỗng trở tối sầm. Lão hớn ở bên cạnh vẫn còn nghe được bốn chữ thầy vừa buộc miệng thốt lên. Sao lại thế này? Đoạn thầy bảo lại tiếp tục cho hai đồng xu vào trong bát rồi bắt đầu lâm dâm khấn vái. Lần này, lão hớn còn nghe thấy cả tiếng thở khò khe rít lên trong cổ họng của ông thầy cúng. Khấn dòng, thầy bảo không sốc mà lại đặt xuống cái chiếu rồi ngước lên lo lắng nhìn lão hớn. Hai lần trước, Thánh đều cười rồi đấy. Lão Hớn vẫn chưa hiểu gì, khắp khởi hỏi. Điều... Như vậy là có hy vọng đúng không thầy? Thầy bảo lắc đầu. Tôi không biết. Sao lại không biết? Thánh cười cơ mà. Thánh cười là không tốt à? Thầy bảo lại lắc đầu. Thánh cười có thể vì ngài hoan hệ. Có thể vì ngài đã tạm bằng lòng Nhưng Nhưng, sao cơ ạ Thầy cứ nói đi Nhưng Nhưng cũng có thể là thánh đang cười khải ông đấy Lão hớn bất giác dùng mình Đưa mắt nhìn vào cái bát Vẫn còn úp sấp trình cái mặt đĩa Lại gión rén liếc lên trên hướng áng Nơi đặt bức tượng Một vị nào đó đội mũ quan khuôn mặt hiền từ Chỉ có đôi mắt sắc sảo như một tạo hình của một vị phán quan đang chứng mắt nhìn thẳng vào mặt lão lão hớn nút khang nước bọt vội vàng cụp mắt nhìn xuống chân đoạn lão run hỏi thầy bây giờ phải làm thế nào hả thầy thầy bảo thở dài ăn hay thua thì tôi xin xong mới biết được chỉ được xin đại âm dương ba lần lần thứ tư thì không còn linh bây giờ trước khi tôi xin các ngài thì ông thắp lên điện Mấy nén hương để thành tâm cầu khẩn, các ngài phù hộ độ chỉ cho. Lão Hớn gật đầu nghe theo, lấp bắp chút ra, ba que nhang cắm vào trong lư. Hương bắt lửa, lão mới rút tay vậy vậy, rồi mới cắm từng nén, từng nén. Nhưng hương vừa cắm xong, lão còn chưa kịp khấn thì cả ba nén hương đều tắt lịm như bị ai rội nước. Cả lão Hớn và thầy Bảo đều kinh hãi dững người, thầy Bảo chớp mắt hỏi. À, ông, ông chưa thắp được à? Lão hớn lắc đầu Thầy hỏi thế cho có lệ thôi Chứ thầy nhìn rõ một một thế kia Sai làm sao được Bà nãy chính mắt thầy đã trông thấy ba nén hương bốc cháy Thế mà lão hớn vừa mới cắm vào lư Lập tức tắt ngấm Nghề làm thầy cũng đã ngót hai chục năm Nhưng đây là lần đầu tiên thầy bảo chứng kiến Cái hiện tượng dị thường đến như vậy Thầy nuốt khẳng nước bọt Khẽ lắc đầu rồi run tay Sóc bát quyết xin âm dương thêm một lần nữa Thầy vừa lầm dầm khấn Vừa đưa chiếc bát lên ngang mặt kính cẩn như đang dâng một món đồ lễ trước mặt các đấng linh thiêng. Hai lần trước đây thánh đã cười, mong rằng lần này các ngài sẽ thuận cho. Giảng tay cứu khổ cứu nạn cho gia đình lão đồ tệ. Thầy bảo đặt chiếc bát xuống chiếu, lão hớn cũng tái mặt, căng thẳng nhìn theo. Thầy rồn rồn hít mạnh, rồi dứt khoát, mở ra. Trên chiếc đĩa, cả hai đồng xu đều nằm sấp. Thầy bảo mặt xanh tái đi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại chảy xuống từ thái dương nhìn sang lão hớn đoạn thầy run giọng thánh thánh khổng rồi ông về đi nhưng 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 mà sao lại thế thầy bại không biết phải giải thích làm sao chỉ khẽ lắc đầu đứng dậy mời lão hớn đứng lên rồi tiễn lão ra phía cửa không quên trả lại tất cả tiền cúng của lão đã đặt trên hương án lão hớn đã định bụng sau khi về nhà sẽ tìm con trai để cùng đi đến tìm một ông thầy khác nhưng mọi dự tính của lão đều không thành sự thật. Bởi đó cũng chính là ngày mà Huyền bị công an bắt sau khi họ phát hiện ra mảnh xương hàm của con trai hắn nằm trong nồi cháo thịt. Tôi nghe hết câu chuyện của lão Hớn nhưng chẳng thể tin lấy một lời. Mà ư, ừ, ma lợn nữa ư? Ừ. Án nghiệp xúc sinh hiện về đỏ ơ ư? Nhập vào người tử tù Nguyễn Văn Huyên sai khiến hắn để hắn gây ra một thảm kịch diệt môn, xả xác thịt người nấu cháo ư? Ừ. Mơ hồ quá, vô lý quá. Tôi chẳng thể nào tin được Ma hành ma làm biết bao nhiêu thứ nữa Có ý nghĩa tương đương bị loài người lôi ra để làm bình phong Để trải đậy bao biện cho tội lỗi của mình Là một kẻ hung đồ Không bằng một con trúc vật Nguyễn Văn Huyền đã bị lôi ra pháp trường xử bắn Hắn đã phải đền tội Nhưng ngoài kia còn biết bao nhiêu kẻ gây tội ác Nhưng được tha bổng vì tờ giấy chứng nhận tâm thần Mất khả năng kiểm soát hành vi Phải chăng chúng cũng bị ma xui quỷ khiến Đối với tôi Đó chỉ là những lời ngụy biện vì ma quỷ làm gì có thật trên đời. Tôi lấy tiền viết bài, đem nộp cho ban biên tập, rồi cũng bãng quên đi luôn. Còn muốn vương lại một chút nào về thảm kịch ấy trong trí nhớ. Nhưng một hôm, ông chủ bút đùng đùng xuống gặp, nói như mắng vào mặt tôi. Này, vũ! Cậu viết cái đếch gì thế này hả? Tôi nhìn vào bản tờ in, nhăn mặt câu mày đáp. Ờ, em lấy tin rồi viết bài theo chỉ đạo của anh còn gì Lấy tin Lấy tin à Cậu lấy tin ở đâu Lấy tin của ai Tôi đứng bật lên Không ngại ngần vặt lại Nguyễn Văn Hớn Bố của tử tù Nguyễn Văn Huyên Ông Hớn đang ở tại chính căn nhà của con trai Cũng là hiện trường vụ án còn gì Ông chủ bút tái mặt á khẩu há hốc mồm Kinh ngạc nhìn tôi Mất đến mấy giây Ông ấy mới lắp bắp Cậu Cậu lấy kiểu gì? Ông ông hớn chết rồi. Chết ngay sau khi thằng Huyên bị sửa bắn. Cái nhà đấy bỏ hoang, làm gì có ai? Một cảm giác cay người chạy dọc sống lưng, tai tôi ù đi, mắt mờ, chân chậm, tay chân bủn rồn. Thế này là 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 thế nào? Rõ ràng nếu nếu ông Hớn đã chết thì hôm ấy người người đã Tiếp chuyện tôi cả tiếng đồng hồ trong cái nhà nồng nặc mùi tử khí Là ai? Là ai hả quý vị? Quý vị đoán là ai? Là ma chứ còn là ai nữa Phải không ạ? Chuyện của tác giả Tuấn Vũ Hằng rất là thích tuy câu từ của anh hơi khó đọc một chút không phải theo cái kiểu là uh, khó đọc không hay đâu mà là cái câu từ của anh dùng nó rất là hay mà nó không phổ biến nhiều cho lắm đó. cho nên chúng ta ít khi tiếp xúc đọc hơi bị khó bởi vì những cái câu từ đấy mình không đọc nhiều cho nên là nó không có quen trong tâm trí nó giống như một cái lối mà mình lâu ngày không đi đó, quý vị cỏ dại mọc thì chúng ta bước đi nó sẽ khó nhưng mà những cái câu từ được tác giả tuấn vũ dùng nó rất là hay nó chứa đựng trong đó rất là nhiều ý nghĩa à, như một cái đoạn mà phúc có dày đến mấy bào nó cũng phải mất à quý vị có biết cái bào không ạ hằng có nhớ ngày xưa bố hằng có có làm thợ mộc và có cái bào gỗ ấy. bào trên cái miếng váng, ấy. cái miếng mà được bào ra nó rất là mỏng nó mỏng lắm nhưng mà một cái miếng gỗ dù có dày như thế nào bào từ ngày này qua ngày khác bào đi bào lại bào tới bào lui nó cũng phải hết nó cứ càng ngày càng mỏng đi càng ngày càng mỏng đi đó và cái cái câu của tác giả Tân vũ dùng nó rất là hay nếu như chúng ta nghe qua thì nó thấy nó bình thường phúc dày bảo cái là mỏng là hết đúng không nhưng mà ẩn chứa trong đấy cái ý nghĩa tức là cái phúc của nhà này này đã qua ba đời rồi cứ bị bào dần theo mỗi ngày cái nhát dao được chặt xuống thì đương nhiên nó phải hết thưa quý vị đó, hàng rất là thích chuyện của tác giả Tuấn Vũ và các tác giả khác. Có nhiều tác giả Hàng cũng rất là thích. Không biết là quý vị như thế nào thì có thể để lại dưới phần bình luận cho Hàng biết nha. Chúc quý vị có một giấc ngủ ngon và một giấc mơ đẹp. Hãy cho xin một like, một comment bên dưới trước khi tắt máy nha. Xin chào và hẹn gặp lại vào những chương trình lần sau.